Rồi, cảm ơn. Em cảm ơn nhân dân Trần Nhân sáng nào cũng mở Zoom. Mà cảm ơn tất cả các anh chị trưởng nhóm cũng như tất cả các anh chị đang có mặt trong Zoom. Ok, sáng nay thì nhiều các anh chị mình sẽ cùng với nhau rắc bụi phép màu cho buổi Zoom trước khi Zoom bắt đầu nha. Có một cái điều rất là quan trọng trong buổi sáng ngày hôm nay, đó là khi mà đọc xong cuốn sách này thì kết quả mà các anh chị mong muốn đạt được là cái gì? Các anh chị, sách này rất là hay đúng không ạ? Sáng ngày hôm nay sau khi đọc những cái trang đầu tiên thì các anh chị thấy rằng là bắt đầu mình sẽ đi học bí kíp của những cái của cái người mà giàu có nhất thành Babylon, xem là ông ấy đã làm cái gì để có thể là trở thành cái người giàu có, cả vua còn phải rất là nể đó không. Nên cái hành trình này khá là thú vị nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đưa ra quyết định xem là sau khi đọc xong cuốn sách này thì cái kết quả mà các anh chị mong muốn đạt được là cái gì. Có thể là sao ạ, có thể là mình sẽ có cuộc sống tự do về tài chính, hay là các anh chị đạt được mục tiêu tài chính như thế nào. À, mình có những cái tư duy gì, những cái kỹ năng gì, hay là có những cái điều gì trong cuộc sống của mình nha. Khi mà các anh chị đưa ra quyết định xong thì cái quyết định của mình nó sẽ khiến cho cái cách mà mình nghiêm túc trong những cái ngày tiếp theo, khiến cho các anh chị sẽ hiểu nhanh hơn và mình ứng dụng được nó vào trong cuộc sống. Nó còn tùy thuộc vào quyết định của mỗi người nha. Ok, cảm ơn các anh chị, chúng ta sẽ cùng nhau nhắm mắt lại và ra quyết định nha. Rồi, ok ha. Cảm ơn cái nhân mình rất là nhiều ạ. Rồi, không biết là các anh chị mình đã đưa ra quyết định gì ạ? Cả nhà của mình có thể comment lên màn hình được không ạ? Rồi, quyết định của các anh chị khi mà mình đọc cái sách này là cái gì? Chứ Diễm thì Diễm rắc bội phép màu cho tất cả các anh chị đang có mặt trong Zoom nha. Cho buổi sáng ngày hôm nay đó là sau khi đọc cuốn sách này các anh chị có thể có được cuộc sống tự do về tài chính. À, nên anh chị nào có mặt trong Zoom sáng nay thì cũng được Diễm rắc bụi phép màu phụ cho các anh chị được ạ. Rồi, ok các anh chị. Sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đọc qua cái cuốn sách mà Diễm nói các anh chị là cuốn sách này á. Rất là nhiều những cái người thành công và giàu có trên thế giới khuyên đọc. Khuyên đọc dành cho một số các anh chị khởi đầu. Mong muốn là có cuộc sống tự do về tài chính. Lần đầu tiên á, khi mà Diễm nghe một cái đoạn video của Jim Rohn về cái hướng dẫn và làm sao để có cuộc sống tự do về tài chính á, thì Jim Rohn cũng khuyên đọc cái cuốn sách này, Người giàu có nhất thành Babylon. Ông ấy bảo rằng là nếu mà bạn đang mong muốn có cuộc sống tự do về tài chính thì cuốn sách đầu tiên mà tôi khuyên đọc nó là cái cuốn sách này, sẽ hướng dẫn cho mình cái cách tạo ra tiền bạc. Nhưng mà quan trọng là phải giữ được tiền bạc và phải nhân giống được tiền bạc. Còn nếu như mà mình không tạo ra được tiền bạc thì tất nhiên tiền đâu mà mình giữ, không đâu tiền đâu mà giữ đúng không, và tiền đâu mà nhân giống. Và tiếp theo đó là Dũng cũng nghe rất là nhiều những lời khuyên, chẳng hạn như của ông tỷ phú đô la Tony Robbins. Ông ấy trong những cuốn sách của ông ấy anh chị cũng khuyên là sao ạ? Nên là hãy đọc cuốn sách Người giàu có nhất thành Babylon.
Nói chung là có rất là nhiều những cái người cực kỳ thành công giàu có trên thế giới, họ khuyên rằng chúng ta nên đọc cuốn sách này đầu tiên, nếu mà mình mong muốn xây dựng cái sự tự do về tài chính. Bởi vì đây là cái kiến thức nền tảng nhất đúng không? Trong cái việc mà mình quản lý tiền bạc, tạo ra tiền, phải quản lý được tiền của mình, giữ được tiền và phải nhân giống được tiền. Chứ còn nếu như mà mình tạo ra nhiều tiền nhưng mà mình không giữ được, có nghĩa là không quản lý được, thì cũng như không mà đúng không? Chẳng hạn như một người mà họ tạo ra thu nhập tháng 100 triệu nhưng mà họ xài hết 101, với một người họ có thu nhập 10 triệu nhưng mà họ để dành được 3 triệu mỗi tháng, thì Diễm hỏi các anh chị sau một khoảng thời gian thì ai sẽ là cái người mà có được nhiều tiền hơn ạ? Ai đây các anh chị? Ai dần 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 rồi họ sẽ có một cái khoản để họ có thể là đầu tư gia tăng tài sản lên. Sau một khoảng thời gian, thế là họ sẽ trở nên tự do tài chính. Nên là quan trọng là không những là mình cần phải gia tăng cái nguồn thu nhập của mình, mà mình cần phải gia tăng thêm cái kỹ năng quản lý tiền bạc. Hai cái chị, quản lý tiền bạc và nhân giống tiền bạc. Chị nói với các anh chị rằng là để mà quản lý được tiền bạc á, là mình cũng cần phải có tư duy ha. Đôi khi là cũng cần phải phải cần có tư duy đó các anh chị. Bởi vì sao? Vì ví dụ nha, chẳng hạn như các anh chị làm lụng được đấy, cái chị để dành được một khoản tiền, thấy không? Sau đó cái một hôm đẹp trời, người thân của mình gọi điện cho mình: em ơi, nhà chị, thấy không? Đó, nhà chị cái mình thương quá, gọi là động lòng thương quá, đó là thế là ok chị, thấy không? Chị cần bao nhiêu để em giúp đỡ, rồi xong. Cuối cùng ha, cuối cùng là mình bảo rằng là thì chuyện nó chính đáng mà. Ví dụ thôi cái chị nha, một vài ví dụ thôi. Hoặc là bạn mình bảo rằng là có một cái cơ hội đầu tư này rất là tuyệt vời, đúng không? Đó. Xong rồi cái cuối cùng thì mình cùng bạn mình đầu tư đi chẳng hạn vậy. Nhưng mà không ai có tư duy, không ai có kiến thức. Và cuối cùng nói chung là tóm lại là cũng sẽ có rất là nhiều những cái tình huống nó xảy ra và khiến cho những cái khoản tiền mà mình tiết kiệm cuối cùng nó cũng đi đâu hết trơn. Có nhiều tình huống nha. Nên là vì thế các anh chị mình cần phải có tư duy của những cái người thành công, của những cái người giàu có, để mình sẽ biết cách trong những cái tình huống như vậy thì mình sẽ quản lý tiền bạc của mình ra làm sao, như thế nào. Đầu tiên là mình phải học cách để gia tăng được cái dòng tiền của mình, đúng không ạ? Gia tăng dòng tiền của mình như hồi xưa á, trước khi tham gia môi trường câu lạc bộ thì lúc đó Diễm đi làm, cũng làm việc, ai rồi cũng phải làm việc mà. Lúc đó thu nhập của Diễm chỉ có khoảng 10 triệu một tháng thôi. Hồi xưa cái chị cách đây 5 năm trước, thu nhập 10 triệu một tháng. 10 triệu thì chắc chắn là không có dư đồng nào rồi đó. Lúc đó là mình cũng có cái tư duy, có tư duy như thế này nè: nó đi làm cũng để dành nhưng mà để phòng ngừa rủi ro. Nên là thành ra lúc đó Diễm đi làm thu nhập cũng cao hơn, cũng có để dành, nhưng rồi khi mà mình tiết kiệm để phòng ngừa rủi ro nghe chị, thì cái sứ mệnh, cái số tiền đó đúng không ạ, đó là để phòng ngừa rủi ro, mình cũng chả biết làm gì đó đối với lại số tiền của mình đâu. Và khi mà số tiền để phòng ngừa rủi ro thì chuyện gì đến nè, là tiềm thức của mình làm theo đúng sứ mệnh của mình thôi. Nên là nếu những khoản tiền của mình mà để phòng ngừa rủi ro á, thì cũng sẽ có một cái điều đó tới, đúng không, và làm cho mình sử dụng hết số tiền đó rồi phải tiết kiệm lại từ đầu, và rất là nhiều lần như vậy á, cho đến khi mà Diễm tham gia môi trường câu lạc bộ rồi mình mới biết được rằng là thì ra là vì ở bên trong tâm trí của mình luôn nghĩ tới cái việc là số tiền đó để phòng ngừa rủi ro, trái gió trở trời, lỡ mà có ốm đau bệnh tật ha thì mình sẽ sử dụng đó. Câu nghe quen ha.
nên là thành ra lúc đó chị bắt đầu thay đổi lại, thay đổi lại nên là thay vì mình là tiết kiệm để phòng ngừa rủi ro đúng không, thì mình là tiết kiệm để cho một tương lai huy hoàng tài chính, là tiết kiệm để đầu tư gia tăng tài sản chứ không phải là tiết kiệm để phòng ngừa rủi ro nữa. Nên là cái này là cái tư duy đầu tiên mà mình cần phải thay đổi nha. Có nghĩa là khi mà các anh chị đọc qua cuốn sách, xong cuốn sách này à, bắt đầu mình sẽ quản lý tiền của mình sẽ tốt hơn. Và khi mình quản lý tiền tốt hơn thì cần phải hiểu được rằng là cái số tiền đó để đầu tư gia tăng tài sản. Nghe chị, để cho một tương lai huy hoàng về tài chính. Đó là cái tư duy đầu tiên mà Diễm được thay đổi. Và khi mà đọc cuốn sách này xong á anh chị, thì bắt đầu từ một người không biết cách, không biết cách quản lý tiền đâu, nên Diễm đã quản lý tiền của mình là tốt hơn và biết cách giữ tiền, biết cách giữ tiền rất là chặt nha, trong túi. Nhất là các chị biết trong trong những cái năm vừa qua khi mà thị trường kinh tế không ổn định đó, đúng ạ, thì có nhiều cô dì chú bác anh chị hay bạn bè rồi này kia, cuộc sống của họ cũng không được tốt lắm đâu ha, nên thành ra cái việc mà gọi điện rồi mượn tiền đó các anh chị nha, cũng cũng không ít lắm. Nên thành ra chúng ta cũng phải học cái cách làm sao để giữ được tiền trong túi của mình, giữ tiền trong túi của mình. Đây là cũng là một cái cách này các anh chị ha. Có rất là nhiều những cái tình huống đúng không, mà mình không biết cách phải xử lý như thế nào, làm sao để mình có thể giữ được tiền trong túi của mình. Làm ra tiền là một chuyện rồi nha, nhưng phải giữ được tiền nữa. Giữ được tiền xong là phải nhân giống đồng tiền nữa, nên là có ba cái yếu tố, ba cái bài toán mà chúng ta sẽ giải cho cuốn sách này. Và cái thứ nhất là sẽ gia tăng cái thu nhập hiện tại của mình lên. Và lúc đó thu nhập của Diễm đang là khoảng 10 triệu một tháng đúng không ạ? Diễm đưa ra cho mình một quyết định như này nè. Đó là giờ làm sao để thu nhập của mình phải là không giới hạn cơ. Nghĩa là làm sao để thu nhập của mình có thể gia tăng lên là 100 triệu, rồi 200 triệu, rồi 500 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ, không giới hạn. Có anh chị nào đã từng ra quyết định này chưa? Nếu mà chưa thì ngày hôm nay ra quyết định đi. Phải thu nhập không giới hạn. Hồi xưa cái quyết định đầu tiên mà Diễm đưa ra, bởi vì mình biết được rằng là rồi có rất nhiều những người thành công và giàu có họ đầu tư vào bất động sản đúng không? Nhưng bây giờ đầu tư bất động sản thì cũng phải có tiền mới đầu tư chứ, làm sao không có tiền sao đầu tư được. Mà lúc đó thu nhập của mình chỉ có vài triệu tháng như thế này, ăn uống còn không đủ nữa, thì bây giờ làm sao tiết kiệm đến bao giờ rồi để mình có thể đầu tư bất động sản. Nên thành ra lúc đi mới suy nghĩ rằng là bây giờ mình cần phải có những cái công việc nào đó để giúp cho mình có nguồn thu nhập không giới hạn cơ. Chứ nếu mà mình vẫn đi làm thuê như thế này thì làm thuê thu nhập của mình mỗi tháng có nhiêu đó thôi. Đúng không? Nên là lúc đó mình mới hướng tới cái việc đó là vậy thì công việc nào giúp cho mình thu nhập không giới hạn. Công việc nào vậy anh chị? Những hướng tới việc đó là bán hàng, kinh doanh. Đó ạ, sẽ giúp cho mình có nguồn thu nhập không giới hạn. Trăm, 200, 500, 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ không giới hạn. Đó là cái quyết định đầu tiên Diễm đưa ra. Và Diễm nghĩ rằng là nhờ có quyết định đó nên mới có cuộc sống của mình ngày hôm nay. Từ là một cái người đi làm không biết gì về bán hàng, cũng không biết gì về marketing hết, chả biết gì về kinh doanh luôn. À, nhờ có quyết định đó nên là Diễm đã đi theo cái hướng là kinh doanh, bắt đầu học về bán hàng, đầu học về marketing và kinh doanh. À, và cho đến ngày hôm nay thì Diễm đã đạt được cái quyết định của mình nha. Đó là Diễm đang là một đại diện cũng đang kinh doanh nha các anh chị. Diễm đang kinh doanh bên mảng về sức khỏe, bên mảng về sức khỏe ha. Và hiện tại là cái hệ thống kinh doanh của Diễm nó cũng đang trên toàn cầu, và hàng tháng nó cũng đã tạo ra cho Diễm một cái nguồn thu nhập cả chủ động cả thụ động, giúp cho mình có thể sống được cái cuộc sống tốt nhất, trong khi cái tuổi đời của Diễm cũng còn khá là trẻ đúng không.
mình đã có thể sống được cái cuộc sống tốt nhất của mình. Nên quyết định nó quan trọng như vậy. Cái quyết định nó sẽ ảnh hưởng tới cái cảm xúc, tới cái hành động và tạo ra kết quả. Thu nhập không giới hạn. Và sau khi thu nhập không giới hạn xong thì rất là may mắn. Đó là biết được Thanh quyết định xong là Diễm gặp được môi trường câu lạc bộ. À, Diễm học về kinh doanh. Lúc đó bắt đầu Diễm cũng tạo ra được cho mình những cái nguồn thu nhập. Hai cái chị Hà tạo ra nguồn thu nhập. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là mình phải quản lý được tiền bạc của mình. Bởi vì nếu như mà mình không có quản lý được tiền bạc của mình á, thì y chang như câu chuyện mà Diễm kể các anh chị trong cái cuốn sách Bí mật tư triệu phú đúng không ạ? Cái khả năng quản lý của mình tới đâu thì tiền bạc của mình nó sẽ tới đó. Khả năng quản lý của mình tới đâu thì vũ trụ sẽ mang tới tiền bạc tới đó cho mình. Không phải bởi vì vũ trụ không có thương mình đâu em. Mà y chang như câu chuyện mà Diễm hỏi giờ con của các anh chị chẳng hạn nó mới có 5 tuổi thôi. Các anh chị có dám đưa cho con các anh chị 100 triệu không? Bỏ túi không? Dám không ạ? Không, nhưng mà dám cho nó 10 ngàn không ạ? Dám cho con 10 ngàn ăn kem không ạ? Có. Dám. Vũ trụ cũng vậy á. Các anh chị đừng có trách vũ trụ là tại sao tôi đặt mục tiêu ra cái tài sản của tôi như vậy á, mà bây giờ sao thấy lâu quá thế này, này kia mà tôi vẫn chưa đạt được các thứ. Không có đâu ạ. Là vũ trụ rất là thương yêu chúng ta nghe chị. Vũ trụ rất là thương yêu tất cả các anh chị ở đây. Vũ trụ bảo rằng là khi mà các anh chị chứng minh được cái khả năng quản lý tiền của các anh chị tới đâu thì các anh chị sẽ có được tới đó. Nên là người ta hay nói rằng là tư duy tăng thì tiền tăng, đúng không ạ? Tư duy tới đâu thì tiền tới đó. Tại sao có rất là nhiều anh chị tham gia môi trường câu lạc bộ á, tham gia thời gian, cái tự dưng cái được ba mẹ cho đất đai rất là nhiều. Trùng hợp ghê ha. Trước đó mấy chục năm trời không có cho, nhưng tự dưng cái tham gia môi trường câu lạc bộ thời gian, ba mẹ cho đất ăn mừng. Trước đó là mối hệ không hòa hợp luôn nha, bây giờ vô hay hòa hợp cái ba mẹ cho đất. Được à? Bởi vì các anh chị, bởi vì sao? Bởi vì ba mẹ các anh chị biết rằng là con của mình dạo này nó trưởng thành, đúng không ạ? Thấy trưởng thành hơn, thấy chín chắn hơn, biết cách quản lý tiền hơn và tạo được dòng tiền nữa, là ba mẹ yên tâm. Cho ba mẹ yên tâm, ba mẹ của mình mới sao ạ? Mới cho mình đất đai đúng không? Chứ đất đai ba mẹ của mình cũng làm việc mà các anh chị, cũng làm việc cũng chăm chỉ đúng không, để có được cái khối tài sản đó. Nên là thành ra là chỉ khi nào mà thấy con của mình nó đã bắt đầu biết cách quản lý rồi lúc mới cho. Rồi rất là nhiều anh chị ăn mừng thành công đó là được ba mẹ cho đất khi mình tham gia vào môi trường câu lạc bộ, cũng y chang như vậy á. Nên là thành ra là để mà tiền bạc của mình gia tăng anh chị ha, thì các anh chị cần phải chứng minh cho vũ trụ thấy rằng cái khả năng quản lý tiền bạc của mình, để cho mình phải phát triển bản thân của mình anh chị, mình gia tăng tư duy, gia tăng công cụ, gia tăng kỹ năng để vũ trụ cảm thấy là yên tâm, yên tâm khi mà sao là thu hút tài sản đó cho mình. Chứ nếu như anh chị mình mà không có đủ khả năng quản lý mà đột nhiên mình có khoản tiền rất là lớn tới thì mình cũng không có giữ được. Đột nhiên có một khoản tiền rất là lớn tới nhưng mà mình chưa đủ tư duy công cụ kỹ năng thì cũng không giữ được. Giống như những cái người họ trúng vé số đúng không ạ? Người nghèo trúng vé số nha, chứ người giàu mà còn người giàu mà trúng số thì thôi chắc là khoản tiền đó họ lại càng nhân lên đúng không? Nhưng mà người nghèo mà trúng số á, thì theo nghiên cứu là hết 99% sau 5 năm họ sẽ không có giữ được cái khoản tiền đó anh chị. Mà họ lại còn bị quay quay trở lại cuộc sống ban đầu, nó lại càng chưa tốt hơn kể cả khi mà họ trúng số luôn. Thì đây là nghiên cứu nha. Vì chưa có tư duy công cụ kỹ năng mà đột nhiên tự dưng có một khoản tiền rất là lớn. Ha, nên là thành ra là các anh chị phải yên tâm rằng tư duy của mình tới đâu tiền tới đó. Nên là việc của mình á, nó là phải học tập phát triển bản thân như vậy. Nâng cao tư duy công cụ kỹ năng lên. Là tư duy của những người thành công. Tư duy của những cái người triệu phú đúng không ạ?
Công cụ là cái gì ạ? Công cụ đó là phải trở thành một bậc thầy ứng dụng sức mạnh tiềm thức để thu hút nguồn lực. Còn kỹ năng ở đây đó là kỹ năng quản lý tiền bạc. Kỹ năng quản lý tiền bạc và kỹ năng nhân giống tiền bạc. Thứ nhất là kỹ năng tạo ra dòng tiền không? Thứ hai là kỹ năng quản lý tiền, thứ ba là kỹ năng nhân giống đồng tiền. Khi mà các anh chị có đầy đủ tư duy, công cụ, kỹ năng thì sẽ giúp cho các anh chị có thể trở thành một bậc thầy. Gọi là một bậc thầy ha. Trong trò chơi về tiền bạc. Khi mình trở thành một bậc thầy trong trò chơi về tiền bạc rồi, các anh chị thì tất nhiên các anh chị có được cuộc sống tự do về tài chính, đó là cái chuyện hiển nhiên đúng không ạ? Ok, và sáng nay thì mấy các anh chị đã đọc qua câu chuyện rồi của hai người bạn. Của hai người bạn ha. Hai người bạn đang rất là khao khát làm sao để thay đổi cuộc sống. Đang ngồi bàn chuyện với nhau. Đúng không ạ? Và cuối cùng thì được có một cái chị hai, đó là hai người bạn này đã tìm ra, rủ nhau thôi bây giờ làm luận cũng khá là vất vả rồi, và các anh chị thấy họ cũng là chuyên gia, họ cũng là chuyên gia trong cái ngành nghề của họ đúng không ạ? Đây cái ông này ông cũng là chuyên gia trong ngành nghề của họ nhé, nhưng mà chỉ có một cái là cái chị biết rằng là doanh nhân Trịnh Huy cũng hay nói cái câu đó là ngành nghề nào cũng cao quý cả. Rồi, khi mà mình làm việc bằng cái công sức của mình, bằng cái thời gian của mình thì ngành nghề nào cũng cao quý cả anh chị. Chỉ có một cái là thu nhập nó khác nhau thôi, thu nhập nó khác nhau. Hai anh này đều là chuyên gia trong lĩnh vực của họ hết, chỉ có một cái thu nhập khác nhau. À, và có một cái câu mà rất là hay, câu rất là hay đúng không ạ, là nó bảo rằng là có lẽ là họ có một cái bí quyết nào đó mà chúng ta chưa biết được, và bắt đầu biết tìm đến những cái người thành công để học hỏi, tìm đến ông Akash. Ông này là người giàu có nhất thành Babylon, nhưng mà rất là thân thiện, rất là dễ thương, ai hỏi cái gì ông ấy cũng trả lời chia sẻ và giúp đỡ. Ok các anh chị nha, nên là bắt đầu ngày mai là chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cái hành trình này. À, hai anh này sẽ tìm đến ông Akash để hỏi bí kíp làm sao để có cuộc sống thành công và giàu có. À, và chúng ta sẽ được học cái cách mà cái ông này ông đã có cuộc sống từ một cái người không có gì cả, rỗng túi nha. Ông ấy đã làm gì để ông ấy có thể trở thành người có nhất thành Babylon. Bây giờ các anh chị cảm thấy hào hứng nha, trong những ngày sắp tới để mình biết được bí kíp thì các anh chị comment tôi ạ. Vậy thì có bao nhiêu số các anh chị đồng ý với Diễm rằng là chúng ta sẽ có mặt rất là đầy đủ và kỷ luật trong những ngày sắp tới để cùng nhau đồng hành với Diễm xuyên suốt hết cuốn sách này. Anh chị nào mình đưa ra quyết định thì comment số 1 ạ. Nhờ cuốn sách này mà đã giúp cho Diễm có cuộc sống tự do và tài chính. Diệu cũng làm đúng y chang theo cuốn sách này luôn. Diệu đã ứng dụng cuốn sách này các anh chị nha, và mình có kết quả rồi. Nên là thành ra trong những ngày sắp tới thì mình sẽ chia sẻ lại các anh chị cái cách mà mình sẽ ứng dụng như thế nào. Đọc sách thì ai cũng đọc được đúng không ạ? Nhưng mà quan trọng là cái cách mà mình sẽ ứng dụng nó vào trong cuộc sống và giúp cho mình tạo ra kết quả. À, chứ sáng nay là Diệu đã quyết định là anh chị nào có mặt trong buổi Zoom xuyên suốt nha, phải kỷ luật ha. Trong những ngày tiếp theo mà đọc hết cuốn sách này cùng với Diễm thì Diễm rất bội phép màu cho các anh chị, được gọi là có cuộc sống tự do tài chính đấy. Nên là thành ra khi mà Diễm rất bội như vậy á, cái cách mà Diễm chia sẻ nó sẽ khác nha anh chị, cách chia sẻ nó khác nữa, nó sẽ là sẽ kỹ hơn rất là nhiều, sẽ đưa chia sẻ các anh chị những cái công thức làm sao để mà mình ứng dụng là mình có được cái cuộc sống tự do và tài chính nghe chị ha. Chứ sáng Diễm rất bội như này nè. Thứ nhất là đọc xong cuốn sách này, tổng tài sản của Diệu sẽ gia tăng là 5 triệu.
Tiếp theo là tất cả các anh chị có mặt trong buổi Zoom này, các anh chị đều tự do tài chính, tiềm thức làm chả biết làm sao đúng không ạ? Rất đỉnh khôn nha. Ok ha, vậy thì đây là những cái điều lưu ý, lưu ý mà các anh chị sẽ đọc cuốn sách này cùng với Diễm, đó là trong những ngày tiếp theo. Thứ nhất, để mà hiệu quả nha, là các anh chị phải có mặt đầy đủ, kỷ luật, mình rèn luyện cho mình cái thói quen luôn nha chị nha. Khi mà các anh chị rèn luyện được cho mình là chỉ cần là 28 ngày thôi, 28 ngày tiếp theo, kỷ luật sáng nào cũng có mặt cùng với Diễm đọc cuốn sách này để mình học được cái công thức giúp cho các anh chị tự do về tài chính. Có ba yếu tố mà Jim Rohn khuyên nếu mà anh chị thật sự mong muốn thay đổi cuộc sống đó, thì ba yếu tố này khá là quan trọng. Thứ nhất đó là mình phải phát triển bản thân, phát triển bản thân nghe chị. Vì sao phải phát triển bản thân thì có rất là nhiều những cái buổi chia sẻ với các anh chị rồi. Cái gì có bên trong là có bên ngoài, mọi sự vật sự việc diễn ra hai lần, lần thứ nhất là bên trong đầu của mình, lần thứ hai là ngoài thực tế. Nên là cái gì ở trong đầu của mình nó sẽ quyết định cái bên ngoài. Nên vì sao mình cần phải học cái cách nghĩ của một người giàu có, họ nghĩ cái gì ở trong, đây là cái điều quan trọng gốc rễ luôn á. Thay vì những cái mà mình nghĩ trong nhiều năm nay nó tạo ra cho mình cái kết quả hiện tại ha, thì mình cũng tò mò chứ đúng không, xem những cái người thành công và giàu có mỗi ngày họ nghĩ cái gì mà để cho họ có cuộc sống tuyệt vời như vậy. Nên đầu tiên là mình phải học cách nghĩ của họ đã. Đây, cách nghĩ ha, trong cuốn sách này, cái công thức mà chúng ta sẽ đi qua. Nên là vì sao cần phải phát triển bản thân là như vậy, mình phải update liên tục, học hỏi những cái người thành công và giàu có hơn mình. Ok, bây giờ cách nghĩ của mình, nếu mà anh chị nào ở đây là triệu phú rồi, tổng tài sản 2-3 tỷ rồi đúng không ạ, thì cách nghĩ của mình hiện tại giúp cho mình có tổng tài sản 2-3 tỷ, giờ làm sao nâng lên là 100 tỷ. Vì mình phải học cái cách nghĩ của những cái người nào họ đã có tổng tài sản là 100 tỷ. Còn nếu mà anh chị nào ở đây hiện tại mình chưa tự do về tài chính, thì mình phải học, nếu mình mong muốn tự do tài chính thì mình phải học cái cách nghĩ của một cái người họ đang có cuộc sống tự do về tài chính. Khi mình có được cái cách nghĩ của họ nghe chị, là ở bên trong ha, mỗi ngày mình làm sao để biến cái suy nghĩ đó nó trở thành tư duy gốc rễ của mình. Chứ nếu mà chỉ biết thôi thì vẫn chưa đủ mà phải biến cái những cái tư duy đó thành tư duy gốc rễ của mình. Vậy thì làm sao để biến nó trở thành tư duy gốc rễ của mình, nó là thông qua cái quá trình là mình lặp đi lặp lại mỗi ngày, mình ứng dụng nó lặp đi lặp lại mỗi ngày, nó sẽ trở thành cái tư duy gốc rễ của mình. Có một cái công cụ để giúp cho mình có thể biến mọi mọi tư duy nha thành tư duy gốc rễ của mình, đó là thông qua cái việc lặp đi lặp lại mỗi ngày anh chị nha. Đây là cái chìa khóa ở trong cái cuốn sách Nghĩ Giàu Làm Giàu á, Napoleon Hill ông ấy chia sẻ là có một cái cách giúp cho bạn có thể cài đặt bất kỳ những cái tư duy nào thành tư duy gốc rễ của mình, đó là thông qua cái việc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nên là vì sao các anh chị thấy mỗi ngày mình đều đọc tuyên bố đúng không, 17 tư triệu phú, cứ ngày nào cũng đọc. Một số các anh chị bảo rằng đọc một lần là được rồi, sao mà ngày nào cũng đọc vậy? Là bởi vì khi mà thông qua cái việc lặp đi lặp lại, nó sẽ trở thành cái tư duy gốc rễ của mình. Và khi mà nó đã trở thành bắt đầu tư duy của mình rồi, nó sẽ ảnh hưởng tới cái hành động và dẫn tới cái kết quả. Nên là thành ra là ứng dụng thôi vẫn chưa đủ ha, mình cần phải ứng dụng lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cho đến khi nó trở thành cái tư duy gốc rễ của mình. Và cái yếu tố thứ hai, yếu tố thứ nhất là mình phát triển bản thân đúng không ạ? Yếu tố thứ hai đó là mục tiêu. Mình phải thiết lập ra cho mình những cái mục tiêu rất là rõ ràng. Hồi xưa lúc mà Diễm xem cái video này của Jim Rohn ấy, ông ấy bảo rằng là Diễm phải liệt kê ra ít nhất là 10 cái mục tiêu trong cuộc sống. 10 mục tiêu mà mình mong muốn đạt được. Phải có mục tiêu anh chị, y chang như một cái chiếc thuyền mà bây giờ nó ra khơi nhưng mà không có đích đến thì giờ thuyền sẽ đi về đâu, sóng xô đi đâu thuyền của mình nó sẽ đi đó đúng không ạ.
gió thổi đi đâu thuyền của mình sẽ đi đó, và cuối cùng cứ lên đên ngoài biển và không có đích đến. Nên là thành ra là phải luôn luôn có được cái đích đến, mình phải biết được rằng là mình mong muốn đạt được cái gì. Và khi mà đầu tiên Diễm nghe cái này, bắt đầu Diễm ngồi thiết lập mục tiêu 10 cái mục tiêu, và Diễm cũng không nghĩ rằng là mình có thể đạt được mục tiêu đó luôn. Lúc mà thời gian đầu tiên, lúc nó còn chưa biết tới môi trường câu lạc bộ đâu, còn đang đi làm, mình lập ra mục tiêu là dạ mình trở thành doanh nhân, mình có cuộc sống tự do về tài chính, sở hữu tài sản, ô tô, du lịch quanh thế giới, có thể báo hiếu được cho cha mẹ của mình. Rất là nhiều những cái mục tiêu mà Diễm đặt ra và chưa biết cách làm, chưa biết cách làm như thế nào luôn. Cảm thấy là nó khá là ảo tưởng sức mạnh luôn á, phải nói là như vậy. Nhưng mà rất là tuyệt vời nghe chị. Nên là từ cái ngày mà Diễm thiết lập mục tiêu thì chỉ tầm khoảng 3 năm sau thôi, 3 đến 4 năm sau thôi, tất cả những mục tiêu, 10 cái mục tiêu mà Diễm thiết lập đều trở thành hiện thực hết. Nên là anh chị nào trong buổi sáng ngày hôm nay, các anh chị có mặt trong buổi Zoom này nhưng mà mình chưa có mục tiêu à, thì nhiệm vụ của các anh chị từ đây cho đến tối, trước khi ngày mai chúng ta đi vào cái hành trình, thì các anh chị phải ngồi ra và thiết lập cho mình mục tiêu ít nhất là 10 điều mà các anh chị mong muốn đạt được trong cuộc sống, trong cuộc sống của mình ha. Bởi vì khi mà mình có mục tiêu các anh chị, thì cái cách mà mình học, cái cách mà mình hành động sẽ rất là khác. Và cái thứ ba, yếu tố thứ ba mà Diễm được Jim Rohn hướng dẫn, đó là phải học cái cách quản lý tiền bạc. Và nhân giống tiền bạc của người giàu có. Jim Rohn bảo rằng như này nghe chị, đó là người giàu hay người nghèo thì ai cũng phải làm việc để tạo ra ra tiền bạc. Mà chỉ có một cái nó khác nhau ở cái chỗ, đó là người giàu á thì họ đầu tư trước và tiêu xài sau. Còn người nghèo thì tiêu xài trước và đầu tư sau. Cùng ai rồi cũng phải làm việc, bước đầu tiên là bước làm việc. Chỉ có một cái là cái bước thứ hai với bước thứ ba nó khác nhau. Người giàu thì đầu tư trước, tiêu xài sau. Còn người nghèo thì tiêu xài trước, đầu tư sau. Khi mà Diễm nghe cái câu này mình thấy ừ nhỉ, sao giống mình thế. Lúc đó khi mà mình có thu nhập là ngay lập tức mình nghĩ tới việc tiêu xài trước à. Tiêu xài xong rồi cái chị nha, đôi lúc là tiền tiêu nó còn không đủ luôn đấy, từ đâu ra mà còn dư để mà tiết kiệm mà đầu tư đâu. Nó hồi xưa đó. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì khác rồi. Đến ngày hôm nay tiền về cái ngay lập tức chuyển vào quỹ tự do tài chính. Sau đó thì mới tiêu xài. À, và Jim Rohn cũng chia sẻ một câu chuyện khá là hay như này. À, nếu như mà anh chị nào ở đây mà có con nhỏ, có con nhỏ đúng không ạ? Và mình muốn dạy cho con của mình cái cách mà quản lý tiền. À, thì Jim Rohn kể câu chuyện này nha chị. Đó là có một cái người mẹ, có một cái đứa con. À, sau khi là mẹ mẹ cho đứa con của mình 1 đô la, sau đó mẹ dặn con như này là con nhớ là không có được xài hết 1 đô này nhé, phải để dành. Sau đó đứa con nó mới trả lời là vì sao, đây là 1 đô của con mà, con có quyền xài chứ, tại sao là không được xài hết. Thì người mẹ không không trả lời gì cả, người mẹ chở đứa con của mình ra một cái xóm. À, cái xóm đó là toàn những cái người không có giàu có nha, nói chung là xóm đó rất là nghèo cái gì. À, sau đó chở con của mình vào cái xóm đó và chỉ nói là con à, nếu mà con có mong muốn là sống ở đây và con có mong muốn giống như này không, con của mình trả lời không. Thế mẹ mới bảo rằng là nếu mà con xài hết 1 đô la thì con sẽ trở thành như thế này, con sẽ ở đây và con sẽ có cuộc sống như này. Thế là từ cái bài học đó đúng không ạ, con của cái cô đó hiểu được à, cái cách ngay từ nhỏ thôi anh chị ha, cũng phải biết quản lý tiền.
Nên là vì sao là anh chị nào ở đây mà có con á thì cũng khuyên các anh chị là hãy chỉ cho con của mình bỏ quỹ tự do tài chính mỗi ngày. À, có rất là nhiều anh chị câu lạc bộ cũng đã ứng dụng, ba mẹ ứng dụng và con cũng ứng dụng ạ, mỗi ngày ha, ngay từ nhỏ luôn nha. Các anh chị hãy bắt đầu là hướng dẫn cho con của mình nè, đọc tuyên bố mỗi ngày nè, để cài đặt lại tư duy nè, bỏ quỹ tự do tài chính nè, ghi nhận thành công nè. Và nó cũng phải có một cuốn sổ đúng không ạ, gọi là sổ tự do tài chính. À, sau đó là ghi nhận thành công mỗi ngày, và nếu mà được nữa đó thì ghi ra ít nhất là 10 điều mà biết ơn trong cuộc sống. Nếu mà con của các anh chị mà rèn luyện ngay điều này mà ngay từ nhỏ các anh chị ha, thì trời ơi, rất là tuyệt vời đúng không ạ. Một số các anh chị bảo rằng là giờ này mình mới biết được những kiến thức tuyệt vời này, phải chi mình biết sớm hơn không? Thì hãy bắt đầu làm điều này với lại con của mình luôn anh chị. Tập mỗi ngày cho con của mình viết ít nhất là 10 điều mà nó biết ơn cho cuộc sống. Và tất nhiên khi mà các anh chị hướng dẫn cho con của mình đó, thì trở thành đôi bạn cùng tiến đúng không? Ngày nào mà các anh chị không làm, con của mình nhắc, đôi khi con của mình nó kỷ luật hơn mình luôn đó. Hôm nay mẹ đã bỏ quỹ tiêu tài chính chưa? Hôm nay mẹ đã ghi mọi người đều biết ơn chưa? À, có đôi bạn cùng tiến nha. Và hãy kỷ luật các anh chị nha, hãy kỷ luật bốn cái thói quen này mỗi ngày. Đôi khi mình thấy nó nhỏ 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 vậy đó, nhưng mà khi mà các anh chị kỷ luật lặp đi lặp lại thì các anh chị thấy rằng là cuộc sống của mình nó sẽ thay đổi rất là khác, chỉ thông qua những cái thói quen đơn giản vậy thôi. Ok ha. Nên là thành ra là hôm nay, sáng nay là một cái buổi sáng mà vậy với các anh chị đọc qua lời giới thiệu thôi. Bắt đầu từ ngày mai thì chúng ta đi qua cái hành trình mình học tư duy, mình học công cụ, mình học kỹ năng để giúp cho các anh chị có thể xây dựng được cuộc sống tự do về tài chính. À, và nếu mà các anh chị cảm thấy buổi Zoom này tuyệt vời thì sáng ngày mai các anh chị có thể rủ thêm những người thân, những người bạn, những người đồng đội của mình tham gia vào Zoom. Nếu mà anh chị biết là anh có ai mà họ cũng đang rất là khao khát mong muốn cuộc sống tự do về tài chính ha, thì có thể là giới thiệu vào buổi Zoom này. À, và Diễm hứa với các anh chị rằng là trong những ngày tiếp theo có bao nhiêu bí kíp ha, à, tuyệt vời nhất ha, trong cái quá trình mà Diễm ứng dụng thì sẽ chia sẻ hết ha anh chị, để làm sao mỗi anh chị ở đây đọc xong cuốn sách này phải tự do tài chính nha. Diễm không cần là các anh chị phải giờ tặng quà biết ơn cái này kia đâu, à chỉ cần là các anh chị có kết quả và các anh chị ăn mừng thành công thôi, thì đó là cái điều mà khiến cho Diễm cảm thấy rất là hạnh phúc. Được nghe các anh chị ăn mừng đúng không ạ, và cuộc sống của anh chị có một cái sự thay đổi tuyệt vời như thế nào đó, nó cải thiện ra làm sao, thì đó là cái điều mà khiến cho Diễm cảm thấy rất là vui và hạnh phúc ha. À, vì đấy là cái điều mà cũng đang trên cái hành trình, cái sứ mệnh của Diễm nghe chị. Ok, à, cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều ạ. À, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau sẽ làm hai cái thói quen mỗi ngày. Thứ nhất là rắc bụi phép màu cho ngày mới. À, và thứ hai đó là chúng ta sẽ viết ít nhất là 10 điều mà các anh chị cảm thấy biết ơn trong cuộc sống. Ok, rồi chúng ta sẽ cùng nhau nhắm mắt lại, hình dung tưởng tượng ngay bây giờ, ngay lúc này, buổi tối cuối ngày hôm nay. Ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời với mình như thế nào? Về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ. À, mình đã hoàn thành những cái công việc quan trọng nào trong ngày hôm nay? Ok ha, cảm ơn các anh chị.